khi mà mình bắt đầu mình vào cái nghề này nhá, thì mình cũng không có cái, hồi đấy nói thật với cả mọi người là đăng tuyển, gọi là tuyển người làm TikTok ấy, người ta còn há mồm ra, người ta không biết là làm TikTok là làm cái gì. Thôi em về để mà nhảy múa lắp mông à. Ờ, người ta không có một cái khái niệm là làm nghề TikTok ở trên ở trên cái mạng xã hội luôn. Rồi, ok, đó, thì cái đó là về thương hiệu cá nhân nhá. Và tiện đang nói về cái việc mà làm về thương hiệu cá nhân ấy, thì có một cái lời khuyên dành cho những cái anh chị em mà đang gọi là làm về chủ doanh nghiệp, đang gọi là bắt đầu mình làm một cái kênh TikTok, đang bắt đầu là mình chưa biết làm như thế nào ấy, thì anh chị em lưu ý giúp mình một điều này nhá, là anh chị em cần phải có, đấy là anh chị em cần phải có một bạn trợ lý của mình dành riêng cho việc làm TikTok. Cái trợ lý này nghe nó có thể là dã man, nghe nó có thể là ABC, X, Y, Z, nhưng không phải đâu. Cái bạn trợ lý này nó chỉ đơn giản là cái bạn mà có thể là hỗ trợ được cho mọi người về cái khoản mà quay video này, sau đó là về cái việc mà bắt đầu là lên ý tưởng. Tất cả những cái này thì ban đầu là có thể là những cái bạn đấy, các bạn chưa cần kỹ năng quá là nhiều. Thì ngày xưa khi mà mình bắt đầu mình vào cái nghề này nhá, thì mình cũng không có cái, hồi đấy nói thật với cả mọi người là đăng tuyển, gọi là tuyển người làm TikTok ấy, người ta còn há mồm ra, người ta không biết là làm TikTok là làm cái gì. Thôi em về để mà nhảy múa lắp mông à. Ờ, người ta không có một cái khái niệm là làm nghề TikTok ở trên ở trên cái mạng xã hội luôn. Thời đầu năm 2020 ấy, thế là thời kỳ đấy là mình có một cái tư duy, đấy là thế bây giờ mình phải làm sao để mình có thể là có một cái bạn mà làm được content TikTok nhỉ. Thì mình bắt đầu là mình nghiệm được ra là, à, vào thời điểm đấy là có một cái số lượng lớn nhân sự bị đào thải ra khỏi thị trường, là cái đối tượng mà làm về re-up fanpage. Có một cái nghề đấy, làm re-up fanpage, tức là copy y nguyên những cái video ở bên trên Douyin hay ở trên mạng xã hội Trung Quốc. Ngày xưa thì mọi người có biết là ví dụ như là cái kênh như gọi là kênh của nhà củ cải đúng không? Nhà củ cải là họ cũng là làm short video nhưng mà màn hình ngang, cũng là phục vụ một nền tảng ở bên trên Trung Quốc. Và họ dịch những cái video như thế rất là nhiều. Và cái KPI của họ ấy là cái việc mà số lượng view và số lượng mà tiền cậu bán được có một cái video, mình đoán thế. Nhưng mà cái số lượng mà KPI từ view ấy là các bạn ấy là phải có. Và sau đấy thì các bạn ấy sẽ có một cái động lực để các bạn ấy tự đi tìm những cái video. Và các bạn ấy, quan trọng nhất ấy là các bạn ấy có một cái khả năng là dịch lại những cái video đấy theo một cái góc độ là của người Việt Nam hiểu. Ví dụ như mọi người mà hay xem những cái video ở bên ở trên những cái fanpage ấy, thì người ta hay nói chuyện với cả nhau là ok, sư muội ơi, sư muội đang làm cái gì đấy đúng không? Thì người ta sẽ không dịch nguyên là cái câu là sư muội ơi, mà người ta sẽ bảo là cô em ơi đi ăn pinh trừ lính với anh không chẳng hạn đấy. Tức là dịch một cái nghĩa mà nghe nó rất là Việt Nam. Và bản chất là những cái bạn đấy là các bạn ấy có một cái khả năng là làm về nội dung rồi. Các bạn ấy có một cái khả năng là biên kịch lại một cái nội dung như thế. Chẳng qua là các bạn ấy đang bị đặt sai vào cái vị trí là đang phải là re-up lại những cái content ở bên Douyin ở bên Trung Quốc về Việt Nam thôi. Thì mình, cái này là mình cũng không đoán được, là mình không biết được 100%, nhưng mình tin vào cái linh cảm của mình vào thời điểm đấy. Thì lúc đấy là mình tuyển một cái bạn đến bây giờ bạn ấy vẫn đang làm với cả mình. Tuyển một cái bạn như thế về team của mình làm, thì nhiệm vụ ban đầu của bạn ấy là bạn ấy sẽ là tìm những cái ý tưởng của mình ở bên Douyin, và sau đó là nếu mà mang về Việt Nam ấy thì em tự tin là cái dạng nội dung nào, và nếu mà mang về Việt Nam ấy mình sẽ làm lại kiểu nào mà Việt hóa với cả cái con người của Việt Nam. Đấy, thì may mắn là thời điểm đấy là mình cũng có những cái bạn mà nhân sự như vậy, và đến bây giờ các bạn ấy vẫn phát triển đồng hành đi cùng với cả mình. Thì đấy là cái tư duy của mình khi mà mình mới bắt đầu mình xây một cái đội in-house nhá, và mọi người cũng có thể áp dụng được. Và mọi người, mình khuyên là mọi người không nên, nếu như mà tìm trợ lý cho mình ấy, mọi người không nên tìm một cái bạn mà có sẵn một cái số lượng follow khủng và các bạn đang làm TikTok. Bởi vì các bạn sẽ không tập trung được 100% là suy nghĩ kênh của mình. Không cần nhất thiết là bạn ấy phải gọi là quá là xinh hay là ngoại hình gọi là quá là sắc sảo xinh đẹp đâu. Chỉ cần là các bạn ấy yêu thích TikTok, thích sếp, và sau đó là các bạn ấy có thể là bắt đầu các bạn ấy đi theo mình là được rồi. Đó. Và cái kỹ năng cho một cái bạn trợ lý thì đầu tiên bao giờ cũng thế, là kỹ năng là sử dụng CapCut cơ bản. Tiếp theo nữa là có một cái khả năng là về tư duy hình ảnh, nếu có thì tốt, còn không có cũng không sao, cái đấy mình có thể đào tạo được. Cầm video, cầm một cái máy quay, quay làm sao mà nó không bị rung lắc hình là được rồi.
còn lại là quay cái đoạn nào, quay như làm sao ấy, thì anh em có thể đăng ký vào cái dịch vụ mà DC tối ngày mai ấy, bọn mình đào tạo được cho bạn ấy. Thì cái đấy là mình đảm bảo là mình đào tạo được. Còn vấn đề là mọi người, còn tiếp theo ấy là cái quá trình mà mình có nhìn nhận được ra bạn ấy có một cái khả năng là đi đồng hành được với cả mình lâu dài hay không. Đối với mình nhá, là cái bạn mà trợ lý, cái bạn đấy sẽ quan trọng hơn. Bạn ấy sẽ quan trọng hơn tất cả. Những cái bạn như kiểu là edit video hay là những cái bạn mà kiểu quay ý, thì bản chất là những cái bạn đấy là mình có thể sau này mình sẽ tìm được những cái người mà thay thế. Nhưng mà cái bạn mà tạo ra linh hồn của kênh ấy, cái bạn mà làm về biên kịch ấy, thì cái bạn đấy là cái bạn mà gần như nó là cánh tay phải của mình luôn. Đấy, thế nên là cái bạn đấy thì thường mọi người sẽ phải tập trung, mình sẽ phải là hướng dẫn bạn ấy ở trong thời gian đầu. Thực ra là cái mức lương của một cái bạn mà như này nhá, nó cũng so với giá thị trường ấy, nó cũng rẻ lắm. Nó cũng, mình xin lỗi, mình không nên nói là cái từ rẻ. Nó cũng gọi là mức lương cơ bản thôi. Nó rơi vào từ khoảng 8 cho đến 10 triệu mức lương cơ bản cho 1 tháng, 1 đến 3 tháng đầu tiên. Thì sau này mọi người cũng có thể là trao KPI của các bạn ấy, là ví dụ như là trao KPI là về số lượng follow. Ví dụ như là ok, bây giờ em làm với chị là một mức lương là 8 triệu một tháng đúng không? Khi nào mà kênh chị đạt được 100 ngàn lượt follow ấy, em sẽ được thưởng nóng là 30 triệu, 50 triệu gì đấy chẳng hạn. Thực sự cái một cái mức như thế là một cái mức mà động lực để cho các bạn làm, để các bạn ấy tâm huyết với cả mình hơn. Nó cũng, nếu mà mọi người mà đi thuê một bên khác xây kênh ấy, bây giờ giá xây kênh cho 100 ngàn lượt follow nhá, thề với cả mọi người là không, giá không dưới 100 triệu đâu. Nó sẽ phải hơn một mức đấy như thế rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà cái con số này mình kiểu mình chia sẻ với cả các bạn, cho các bạn ấy, thì các bạn ấy làm rất là ok. Và cái đấy mình cũng có chỉ cho một vài anh chị CEO mà đang làm kênh ấy. Mình thấy là cái này là một cái động lực để các bạn ấy ngồi, các bạn sống chết các bạn làm cái kênh của mình. Bởi vì là các anh chị mà chủ doanh nghiệp ấy thì xác định luôn là mình không thể nào mà mình tập trung hoàn toàn 100% mình làm TikTok được. Mình sẽ phải làm việc này, mình làm việc kia. Và cái việc làm TikTok ấy, tốt nhất là chỉ để làm, chỉ dành cho một người nghĩ thôi, cho một người nghĩ hộ mình thôi. Còn lại là mọi người cũng vẫn phải là có một cái tư duy mà làm kênh. Thì